Ngày mai, 6 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thị xã Long Mỹ, trung học phổ thông huyện Dị Thủy, huyện Long Mỹ cho học sinh khối lớp 12 đi học trở lại. Đối với trường trung học phổ thông Long Mỹ, trung học phổ thông Tân Phú, thị xã Long Mỹ tiếp tục dạy học trực tuyến vì chưa đạt một số yêu cầu trong bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. Trong 2 tuần đầu, các giáo viên tập trung củng cố kiến thức đã học trực tuyến, hoàn thành các nội dung cốt lõi của học kỳ 1, hỗ trợ các học sinh yếu theo kịp chương trình của năm học, không gây áp lực cho học sinh. Sau thời gian học online, ngày mai, nhiều học sinh gặp lại thầy cô, bạn bè, trở lại lớp học. Chúc các em học tốt, thầy cô giáo tràn đầy năng lượng cho tuần học mới, khởi đầu cho những điều tốt đẹp về sau.